Ngày 2 tháng 1 năm 2024, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo tỉnh, thông qua chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo tỉnh, đồng thời cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo tỉnh họp định kỳ theo đúng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo tỉnh và quy chế số 67 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, thường trực Ban chỉ đạo họp 9 cuộc, Ban chỉ đạo tỉnh họp 4 phiên, ban hành 30 văn bản, tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành 40 văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tố tụng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đến cuối năm 2023 đã khẩn trương rà soát đưa 7 vụ án, một vụ việc tham nhũng tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Riêng năm 2023 bổ sung 2 vụ án vào diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó đã khởi tố 56 bị can, 7 vụ án, đã đưa ra xét xử 4 trên 7 vụ án với 27 bị cáo. Riêng năm 2023 có 3 vụ án với 14 bị cáo. Kết quả xét xử sơ thẩm 4 vụ án tại Tòa án Nhân dân tỉnh có 4 án tù chung thân, 9 án tù giam từ 15 tới 20 năm. Kết quả xử lý các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đến nay được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ cao về thái độ nghiêm túc, kiên quyết của Ban chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chức năng mang tính giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật với tinh thần tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, làm đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng mở rộng điều tra một số vụ án và khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật. Hai vụ án được bổ sung vào diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo trong năm 2023 là những vụ án phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, điển hình của tham nhũng vặt và dư luận xã hội rất bức xúc, cũng cần phải được nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, Ban chỉ đạo tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định. Đặc biệt là đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, nhất là về công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, miễn nhiệm, cho từ chức. Thí điểm thực hiện chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương. Ban chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với 24 tổ chức đảng và 33 đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đặc biệt là Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và thanh tra tỉnh đã kết thúc và ban hành kết luận cuộc thanh tra, kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Năm 2023, nhờ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan trong khối nội chính và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, tình hình tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực, kỷ cương pháp luật, kỷ luật đảng được tăng cường, nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nguyên nhân, nguy cơ, điều kiện phát sinh tham nhũng tiêu cực và vi phạm pháp luật chưa được loại trừ. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương. Một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024, Ban chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo tỉnh gắn với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo phối hợp đồng bộ các cơ quan tư pháp, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, dư luận xã hội bức xúc, nhân dân quan tâm, xử lý nghiêm minh đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng tiêu cực và xử lý thông tin về vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo.